người, mình là Kaka. Ngày hôm nay thì mình có một cái lịch, đó là đi quay TikTok chung với nhóm. Và mọi người muốn biết là nhóm mình một ngày đi quay TikTok như thế nào thì hãy theo dõi với mình nha. Let's go. 1, 2, 3. Đang bàn bạc với nhau nè, rất là căng thẳng luôn. Để có được một clip TikTok hay thì không đơn giản. Phải mất là rất là nhiều công sức và ý tưởng. Đây là sao tôi mà. Nên điện ảnh. Đây là nhóm mình đang quay TikTok. Ai có một chị quay TikTok đi quay chung. Anh Nam. Hậu Trương. Say something. Tất cả các thành viên trong nhóm luôn nha. Nói gì đi bạn? Nói gì? Nói đi. Nói gì được? Nói. Nói. Xin chào mọi người, mình là Lizzy Ohio. Đây là một người gần mưa, sắp mưa mọi người ạ. À? Sắp mưa rồi. Vui không? À, không vui, nhưng mà cái không cái này là cô dự báo thời tiết hôm nay. I love you chuka mo rồi. I love you chuka mo. Ngoài này giờ trời sắp mưa rồi, cho nên là tụi mình sẽ kết thúc một ngày quay TikTok tại đây. Bye my team, bye xin chào. Nếu ơi bye bye mọi người chị nha. Hy vọng là mọi người sẽ like,